Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Đắk Lắk có 49 dân tộc cùng chung sống. Ngoài những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc tại chỗ, còn có sự hiện diện văn hóa của các dân tộc đến từ nhiều vùng miền trong cả nước. Xác định văn hóa là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển, nền tảng của xã hội. Thời gian qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa luôn được các cấp ủy chính quyền trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tập trung chỉ đạo, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân. Từ xa xưa, làn điệu then đã trở thành hồn cốt trong văn hóa của các dân tộc Tày Nùng. Dù di cư và sinh sống ở vùng đất mới Đắk Lắk, nhưng tình yêu và sự đam mê nghệ thuật hát then đàn tính vẫn đang được người dân gìn giữ và đang ngày càng lan tỏa. Trên địa bàn Đắk Lắk hiện nay, nhiều câu lạc bộ hát then đàn tính đã được thành lập với nhiều hoạt động biểu diễn phong phú, sinh động được tổ chức. Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, với chính quyền địa phương là cũng hỗ trợ được cho câu lạc bộ một số trang phục biểu diễn, chẳng hạn như đàn nè, rồi xà tắc, ví dụ như là vòng cổ xà tắc, rồi trang phục biểu diễn là gồm là 19 bộ quần áo với lại 5 cái đàn với 3 bộ mic để chúng em đi biểu diễn. Và chương trình của chúng em là đi, câu lạc bộ của em cũng đi đến tỉnh để giao lưu. Câu lạc bộ hát then đàn tính lần thứ 2 cũng đạt giải nhất ở đại giải khuyến khích ở trên tỉnh. Trong những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã góp phần tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, đa sắc màu. Nhiều lễ hội truyền thống được phục hồi và phát triển, góp phần gìn giữ bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân nông thôn và thúc đẩy phát triển du lịch. Huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk hiện có 25 dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm hơn 50%. Đến nay, huyện đã duy trì khôi phục được 14 lễ hội văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó có 4 lễ hội cấp huyện là Mừng Lúa Mới của người Xê Đăng ở xã Hờ Đinh, Ăn Cơm Mới của dân tộc Thái, xã Quế, lễ hội Lồng Tồng thôn 3 xã Chư Mờ Ga và ngày hội văn hóa dân gian ẩm thực truyền thống dân tộc Ê Đê, xã E Tùn. Huyện Chư Mờ Ga trong thời gian tới tiếp tục tuyên truyền cho bà con, nhân dân các dân tộc để việc bảo tồn và gìn giữ phát huy văn hóa vật thể, phi vật thể và các di sản văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc và tổ chức các cái hoạt động văn nghệ dân gian cũng như lễ hội của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện Chư Mờ Ga hàng năm để động viên bà con gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc. Cảm nhận đến đây với bà con đồng bào có nét văn hóa rất hay và đặc biệt và mình rất thích thú. Và nó rất ý nghĩa đối với bà con ở đây về các cái lễ hội và các phong tục của từng bà con, từng đồng bào ở nơi này. Người ta rất thân thiện và người ta mến khách. Xác định việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ưu tiên các nguồn lực để bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa, xem đây như một trong những mục tiêu chính của chương trình xây dựng nông thôn mới, qua đó làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người dân, tạo dựng nên những miền quê nông thôn đáng sống, góp phần hoàn thành tiêu chí số 6 và tiêu chí số 16 về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới.